Chào mừng quý vị và các bạn. Hôm nay em có một mẫu xe Grady 10 cho quý vị và các bạn thẩm định và xem về chất lượng của một chiếc xe đẹp như này. Và xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là một mẫu xe Grady 10 nhập khẩu năm 2014, tư nhân chính chủ. Và chiếc xe này thì xin giới thiệu các bạn, nó là một mẫu xe bản thiếu đời 2014. Xe đẹp không lỗi nhỏ, cam kết cho các bạn thân vỏ zin, máy số zin. Đấy, một chiếc xe đẹp này thì quý vị và các bạn yên tâm là bên mình đang chào bán cho quý vị và các bạn chỉ có giá là 179 triệu các bạn nhé. Giá 179 triệu là giá bán xe, chưa bao hồ sơ, chưa bao vận chuyển. Và giá thành là giá thành bán xe tại cửa hàng ô tô Cũ Mê Linh là thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đèn xanh đèn đỏ, đường 100 lối lên Hà Nội và từ đường 100 về Hà Nội các bạn nhé. Thì đây là một cái đường xanh đèn đỏ, chỗ thành phố Phúc Yên đi lên và chỗ Bình Xuyên cũng như thép Việt Đức đi xuống. Và đây là hai khu đô thị của thép Việt Đức các bạn nhé. Các bạn tới hai khu đô thị thép Việt Đức này, nó đang đang xây dựng hai khu thép Việt Đức đây các bạn nhé, là khu đô thị. Thì các bạn đến tới là bãi xe mình luôn. Thì xin giới thiệu các bạn, thì bên em có rất nhiều những mẫu xe như là bản đủ đời 2016 các bạn này, Kia Morning SI 2016. Đấy, xe toàn xe nhập. Và bản ít nhất là Spark, và hai nữa là i10 2014 bản full kịch, và Ford Ranger đời 2004 led căng đẹp nguyên bản các bạn. Zin toàn tập. Đấy, máy zin, số zin đi cực phê các bạn nhé, đời 2004. Xe trang bị 5 quả la răng đúc, đèn bi ô tô. Một chiếc xe rất là đẹp, anh chị nào có nhu cầu liên hệ em ngay. Và bây giờ em xin giới thiệu với các bạn đến mẫu xe thứ hai. Và chiếc xe này xin giới thiệu với các bạn là đời 2014. Thì nó con xe này thì xin giới thiệu với các bạn đó là đẹp gắt luôn các bạn nhé. Máy số lổ thì thơm, keo chỉ zin, máy số zin. Đây, xin giới thiệu các bạn đăng kiểm dài. Thì xin giới thiệu các bạn chiếc xe này chỉ có 179 triệu thôi các bạn nhé. Giá trên chưa bao hồ sơ, chưa bao vận chuyển. Và con này thì chủ nhân người ta đã dán chống ồn cả xe, cho nên nó đầm và nó rất là ít ồn luôn. Các bạn quan sát này, rất là đẹp như này và giá lại rất tình yêu như này. Thì anh chị nào có nhu cầu sở hữu vừa đi gia đình, vừa về kinh doanh thêm dịch vụ, thì anh chị cứ liên hệ em ngay để được biết thông tin chi tiết của xe và giá thành xe các bạn nhé. Đó là một mẫu Grady 10, máy nổ thì thầm, máy nổ thì thầm luôn, giá rất tình yêu cho quý vị và các bạn, giá rất tình yêu luôn, mọi cái còn nguyên bản hết các bạn này, rất là ok các bạn nhé. Một sàn lốp lắp đẹp, đăng kiểm dài. Đấy, chúng ta về đổ xăng là lăn bánh thôi, không phải làm gì cả, mọi cái nguyên bản các bạn này. Cái bao bô lê sơn zin của nó các bạn nhé. Đó, sơn zin hết này. Và các bạn quan sát phần gầm này, gầm xe đẹp lắm các bạn này, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Với chiếc xe như này thì anh chị về hết lỗ lãi rồi, chúng ta về mà chạy thêm dịch vụ, chạy ở nhà gia đình đi, có quốc khách nào thì chạy thì tuyệt vời các bạn ạ. Hai nữa, các bác có tuổi dùng chiếc xe này đi nó nhẹ nhàng các bạn nhé, nó nhẹ nhàng, mình nói là nhẹ nhàng. Bản thiếu thì nó không có đèn gầm các bạn nhé. Đấy là nó không có đèn gầm, quý vị các bạn lưu ý. Và chiếc xe này thì em bán chỉ có 179 triệu thôi. Đây, máy đang nổ đây các bạn nhé. Máy nổ gật gù luôn các bạn ạ. Máy nổ êm đét gật gù này. Đấy, anh chị nào quan tâm với mẫu xe chất lượng như chiếc này thì các bạn liên hệ cho em. Để được biết thông tin chi tiết của xe thì các bạn liên hệ qua số hotline 0985 723 326 để được biết thông tin chi tiết của xe các bạn nhé. Và chiếc xe này thì quý vị và các bạn quan sát này, máy số rất là chất luôn, mọi cái nguyên bản, đầu đít zin, không lỗi lầm nào các bạn nhé. Đấy, không một lỗi nhỏ, cam kết cho các bạn luôn tất cả mọi cái chất lượng. Chất lượng thì tôi sẽ từ gửi tới quý vị và các bạn. Máy đây các bạn này, máy lỗ thì thầm, máy của nó này các bạn này, máy rất là ok các bạn nhé. Con này máy rất là tuyệt vời luôn, anh chị nào mua về chỉ sẵn sử dụng thôi, không phải làm gì cả. Các bạn mua thì hãy liên hệ ngay qua cho em. Và đây thì toàn bộ cabo của xe là zin nguyên bản hết các bạn nhé, nguyên bản hết này. Đấy,
các bạn tới kênh ô tô cũ Mê Linh thì sẽ được tham quan, cũng giới thiệu cho quý vị và các bạn tất cả chiêm ngưỡng những dãy xe, và nó rơi vào tầm 30-40 đầu xe để cho các bạn tham khảo. Các bạn nào có nhu cầu sở hữu xe nào thì các bạn liên hệ ngay đấy các bạn nhé. Dãy xe bao nhiêu km đấy các bạn này, các bạn cứ tới đây là các bạn sẽ mua được xe. Mình đủ đa dạng các loại xe, từ phân khúc là dưới 100, trên 100 và trên 200, trên 300, trên 400 và trên 500. Đấy, bên mình đủ cả các bạn nhé. Tuy nó ít tiền nhưng bên mình có rất nhiều những mẫu xe để cho các bạn nghiên cứu. Đây là một con i10, xin giới thiệu các bạn đời 2014, bản đủ. À xin lỗi các bạn, là bản thiếu đời 2014 các bạn nhé. Giá bán chỉ 179 triệu, xe đẹp, không lỗi, mọi chức năng hoạt động bình thường các bạn ạ. Đấy, bạn nào có nhu cầu sở hữu xe thì liên hệ mình ngay để được biết thông tin chi tiết của xe. Xe thì nguyên bản, cam kết cho các bạn là cột kèo nguyên bản, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước các bạn nhé. Cột kèo nguyên bản luôn cho quý vị và các bạn, không đâm đụng, không ngập nước. Vô lăng củ số cực kỳ đẹp các bạn ạ. Đấy, con này vô lăng củ số này rất là đẹp các bạn này. Giá rất tình yêu cho quý vị và các bạn. Trang bị đầu màng, ca lùi đủ cả các bạn này. Các bạn này, giá rất tình yêu. Đồ nhựa rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, anh chị nào có nhu cầu sở hữu mẫu xe Grandi 10, giá chỉ có 179 triệu thôi. Anh chị liên hệ em ngay để được biết thông tin chi tiết của xe. Cốp xe thì rộng rãi, và i10 là một trong những phân khúc nó được đánh giá rất là chất lượng, cũng như là đánh giá cao về cái cốp khoang chứa đồ dành cho khách hàng đi xa, hoặc là chúng ta chở hàng, hoặc những anh chị taxi rất hay thích cái mẫu Grand i10 này, bởi vì cái cốp hành lý của xe nó khá là rộng và ngồi trong xe thì nó thoáng hơn so với ngồi Mô Linh anh chị nhé. Thì đây là một mẫu xe đáng để cho anh chị nào có nhu cầu sở hữu những mẫu xe đẹp như mẫu i10 này thì các bạn hãy liên hệ em ngay để được biết thông tin chi tiết của xe. Và giá xe thì rất là ổn định cho anh chị nào có nhu cầu sở hữu mẫu xe Grand i10 các bạn nhé. Giá rất tình yêu luôn, tình yêu thực sự luôn các bạn ạ. Và đây thì các bạn liên hệ cho em. Con này thì chủ nhân mình đã nói rồi, người ta dán chống ồn cả xe luôn, cũng như cả cánh cửa, cho nên là đi các bạn cảm giác nó không bị ồn. Đấy, cam kết cho các bạn luôn. Ở đây thì các bạn quan sát phần bên phụ của xe. Keo chỉ thì là keo chỉ zin các bạn nhé, không đâm đụng, là không ngập nước. Đấy các bạn này. Và cũng giới thiệu qua cho các bạn, chiếc xe này thì người ta cũng lướt lát là có qua dịch vụ các bạn nhé, thì nó mới có giá như vậy. Nhưng các bạn cũng thông cảm, không phải chiếc xe nào dịch vụ nó kém đâu các bạn ạ, tùy thuộc vào người sử dụng thôi. Chiếc này thì nó còn khá là tốt đây này. Đấy, chiếc này nó còn khá là tốt, anh chị mua về thì rất ok, bởi vì giá thành rất phù hợp. Nó chỉ nhìn như một con ghế thôi các bạn nhé, nó chỉ nhìn như một con ghế thôi, nhưng mà các bạn mua một con xe này sẽ chạy sướng hơn ghế là chắc chắn rồi, không bao giờ ghế chạy bằng luôn các bạn nhé. Ghế thì trừ những chiếc xe gọi là bây giờ tầm này thì ghế còn cái khấu hao ghế nó còn cũng không được nhiều lắm các bạn ạ, trừ những chiếc xe người ta đi ít tầm dưới chục vạn thì nó còn ngon. Gương kính xịn của nó, tất cả một cái là gì hết các bạn. Tăng biển, tăng kiểm thì đặc biệt là dài vô tận các bạn nhé. Chiếc xe này khá là đẹp, sơn zin còn độ 60% sơn zin các bạn, còn độ 60% sơn zin luôn. Đấy, anh chị nào quan tâm tới mẫu xe này thì anh chị cứ liên hệ cho em để được biết thông tin chi tiết của xe. Đấy, anh chị nhá, mẫu xe này tabi tablo nó khá là đẹp anh chị này. Đấy, và nội thất của xe thì các bạn quan sát tablo tabi không khoan đục, không khoan đục luôn, có đầu màn cam lùi để cho quý vị và các bạn có hai khóa khiển theo, người ta lắp thêm theo hai khóa khiển theo xe các bạn này. Đấy, vô lăng nội thất đẹp, nội thất đẹp các bạn nhé. Đấy, mọi cái bản nề là zin, chưa bị mở, anh chị quan tâm này. Đấy, mọi cái rất là ok. Và đến phần máy thì anh chị quan tâm cho mình liên hệ ngay. Một xe đẹp, nội thất của xe thì nó được trang bị ghế là nội thất màu da, và bọc ghế là ghế màu đen nâu các bạn này. Trần xe rất là ok, các bạn quan tâm thì liên hệ ngay.
biết thông tin chi tiết của xe. Và ghế màu đen thì các bạn liên hệ. Một chiếc xe khá là ok như này, giá rất phù hợp và thành phù hợp như này. Và cam kết cho các bạn là máy số con này thì chạy cực ngon, không đâm đụng, không tai nạn, không cầm nước. Nếu anh chị nào có nhu cầu sở hữu mẫu xe mà bên mình giới thiệu như này rất vừa phải cho anh chị thì anh chị liên hệ ngay để được biết thông tin chi tiết của xe. Và một lần nữa thì em sẽ kết thúc video ở con này, xe này. Và sau đây em sẽ giới thiệu sơ lược, bên em có một số mẫu xe nữa, anh chị nào quan tâm liên hệ em ngay. Như con Kia Morning bản đủ đời 2016 là bản SI các bạn nhé. Đèn bi, xe lông trước sau. Và đó là bản đủ được trang bị túi khí, mọi cái cũng rất là ok. Và bên này thì em còn một mẫu xe, đó là bản nhập khẩu dòng Kia dòng Lancetti nhập khẩu SI đời 2009 các bạn này. Xe đẹp gắt các bạn nhé. Giá rất tình yêu 185 triệu. Giá rất tình yêu thôi, 185 triệu. Đấy các bạn này, 185 triệu sở hữu ngay mẫu xe này các bạn nhé. Giá rất tình yêu, để mình giới thiệu cho các bạn luôn. Và con này được trang bị hai túi khí, phanh ABS, màn hình Android, xịn sò, đi thì ngồi rất thợ rộng, thoáng. Và đi rất phê các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp, thân vỏ mỏng tanh. Đấy các bạn này, đóng cột phùm. Và bên đây thì em có mẫu con sở bắc thuốc chuột của bên mình. Thì bên này, con này mình đang bán với giá là 98 triệu các bạn nhé. 98 triệu con xe sở bắc đời 2009 đây. Máy số thì chấm hết luôn. Nội thất thân vỏ thì đẹp, long lanh các bạn ạ. Đấy, 98 triệu các bạn nhé. Không rẻ hơn được các bạn ạ. Đó, chiếc xe rất là đẹp. Và có con Kia Morning Linh nhập đời 2012, lăn bánh 13. Là một trong những mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc và bản 6 thu khí, phanh ABS các bạn nhé. Thì bên mình đang bán với giá chỉ có là 200 lẻ thôi. Anh chị nào quan tâm liên hệ em ngay. Và bên này thì có con Spark. Con này mình đặt cọc rồi các bạn nhé. Bên này thì con Kia Morning đời 2009, xe nhập khẩu. Có video rồi, con Ghost này khách đặt cọc rồi và con kia bên trong đặt cọc rồi các bạn nhé. Và bên ngoài này còn con Spark này. Đó, phù hợp tiền cho anh em này. Đời 2010, ngoài 90 à này. Đấy, xe đẹp các bạn nhé. Bên mình bán toàn xe đẹp thôi. Đấy, i10 đời 2014, bản lưng phun kịch, tức là đầy đủ start top, gương cụp xe, có khiển thông minh, rồi là màn hình Android, máy số zin, thân vỏ đẹp. Thì bên mình đang bán với giá 190 triệu. Và bên này thì mình còn một con Ford Ranger đời 2004, xe đẹp long lanh các bạn ạ, đi phê thôi rồi luôn, bản rất là đẹp luôn. Anh chị nào quan tâm mẫu xe đẹp này thì bên mình đang bán 138 triệu anh chị nhé. Và con Spark 12-14 bản xe van thì bên mình đang bán với giá chỉ loanh quanh là 120 quay về các bạn này. Bạn nào có nhu cầu sở hữu xe liên hệ em ngay. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn, chúc cho quý vị và các bạn khỏe, xin cảm ơn.